Thaco vừa giới thiệu Mazda 3 hoàn toàn mới với triết lý thiết kế tất cả vì mọi người, human-centric. Có thể nói với thiết kế mới, Mazda 3 hoàn toàn lột xác với nghệ thuật chế tác thủ công truyền thống của Nhật Bản, cũng như mục đích mang đến niềm vui cho người lái. Mazda 3 mới sẽ chính thức ra mắt khách hàng tại Việt Nam vào đầu tháng 11 này. Với mục tiêu nâng tầm thương hiệu trở thành thương hiệu xe hạng sang Nhật Bản, tương đương với các thương hiệu xe châu Âu cao cấp, Mazda theo đuổi triết lý tất cả vì mọi người, human-centric, để mang đến cho người dùng những giá trị riêng biệt của Mazda thông qua 5 yếu tố: thiết kế mang tính nghệ thuật, nghệ nhân chế tác thủ công, cảm giác lái xe đầy cảm hứng và thú vị, các giải pháp tinh hoa, tất cả vì người sử dụng, kế thừa ngôn ngữ thiết kế Kodo, Soul of Motion, linh hồn của sự chuyển động, kế thừa những giá trị tinh hoa của mỹ thuật truyền thống Nhật Bản và triết lý tinh giản hiện đại. Đội ngũ thiết kế tại Mazda đã nâng tầm thiết kế xe đạt đẳng cấp nghệ thuật, tạo ra các mẫu concept với vẻ đẹp được cả thế giới thừa nhận. Mazda 3 phiên bản sedan và phiên bản sport sẽ ra mắt tại Việt Nam đều ảnh hưởng từ những mẫu concept này. Hơn nữa, tạo nên niềm vui khi lái xe là giá trị cốt lõi mà Mazda vẫn luôn theo đuổi ngay từ khi mới thành lập. Tất cả các mẫu xe khởi tạo từ Mazda không bắt đầu bằng một bản vẽ đồ họa 3D mà là một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét do các Takumi thực hiện mang tên Goshintai. Về không gian bên trong, thiết kế sản phẩm thế hệ mới của Mazda được tinh chỉnh và tối giản hóa, loại bỏ các chi tiết thừa để tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái. Cabin được sắp xếp hướng trục và đối xứng mang lại cảm giác cân bằng. Giao diện của mọi chi tiết đều hướng về phía người sử dụng, giúp tương tác và dễ điều khiển hơn. Điển hình là hệ thống Mazda Connect giúp người lái thoải mái nhận các thông báo và tận hưởng thời gian giải trí trong khi vẫn có thể tập trung vào việc lái xe. Từng chi tiết nội thất đều được các nghệ nhân gia công tỉ mỉ theo tinh thần chế tác thủ công để tạo nên đẳng cấp khác biệt cho từng mẫu xe. Có thể khẳng định tư duy thiết kế đậm chất nghệ thuật và hài hòa một cách hoàn hảo với tinh thần Jinbaitai của Mazda là tạo ra kết nối tinh thần thực thụ giữa xe và chủ nhân, đồng thời khẳng định một cách rõ ràng Mazda không chỉ đơn thuần là một hãng sản xuất xe hơi, đây là nơi kiến tạo những tác phẩm nghệ thuật đích thực, có khả năng làm thức tỉnh mọi giác quan, mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng và thú vị, biến việc di chuyển hàng ngày thành một hành trình khám phá với vô vàn niềm vui. Mazda 3 với triết lý thiết kế mới sẽ chính thức ra mắt khách hàng tại Việt Nam vào đầu tháng 11 này.